tuổi thìn sinh các năm 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012. Người tuổi thìn thông minh, tự tin và mạnh mẽ. Họ khiến những người xung quanh ngưỡng mộ vì sự quyết đoán, tỉnh táo. Nhất là khi đứng trước tình huống khó. Dũng cảm và thích thể hiện cộng với gia trưởng, đôi khi họ đặt cái tôi lên trên hết và gạt bỏ mọi lời khuyên, ý kiến của người xung quanh. Trong cuộc sống, tuổi thìn đeo đuổi quyền lực, sự thành công một cách kín tiếng. Phần lớn người tuổi thìn yêu thích các công việc sáng tạo, đam mê sự nghiệp và không hứng ràng buộc mình vào hôn nhân như các con giáp khác. Phần lớn tuổi thìn kết hôn muộn và dành thời gian, tâm sức cho con đường công danh nhiều hơn, dồn tâm tư cho gia đình. Năm Nhâm Dần, tuổi thìn dễ trở nên bốc đồng, có thể mất kiểm soát trước những khó khăn, trở ngại trong công việc và cuộc sống, do đó tự mình gánh nhiều áp lực căng thẳng. Năm nay, tuổi thìn nên đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của thái tuế. Đừng để bản thân chìm đắm trong những sai lầm, thất bại của quá khứ mà không hướng đến hiện tại, tương lai. Nửa cuối năm, tài vận của bạn sẽ có những thay đổi cải thiện khi ngôi sao may mắn Cua Yin chiếu tới bạn. Nhờ thế, bạn nhìn thấy những khả năng mới của cuộc sống. Khám phá ra những phẩm chất giá trị của bản thân để phát huy. Phong thủy tuổi thìn và các yếu tố may mắn năm Nhâm Dần: tài lộc 3/5, sức khỏe 4/5, sự nghiệp 3/5, tình yêu 4/5, con số may mắn 3, 4, 5. 6 màu may mắn: đỏ, tím, vàng, nâu. Tháng thuận lợi: tháng 4, 6, 10. Âm lịch tài lộc tổng thể, sự nghiệp tuổi thìn năm nay sẽ bị thử thách. Bạn có thể rơi vào trạng thái bối rối, hoang mang không biết nên đi đâu, về đâu. Tuy nhiên, đừng nản lòng. Với sự trợ giúp của sao may mắn Cua Yin, bạn có được cơ hội tốt để thăng tiến, nhưng đồng nghĩa việc phải hy sinh nhất định. Ví dụ làm xa nhà, chuyển việc. Nếu muốn có sự phát triển tốt nên suy nghĩ thấu đáo thay vì vội vã chọn sai. Để cải thiện sự nghiệp, bạn có thể đeo vòng tay lapis lazuli với biểu tượng tuổi mình. Vận may tài chính của tuổi thìn năm nay có thể gặp khủng hoảng sau khi quyết định đầu tư tiền bạc vào một lĩnh vực nào đó như bất động sản, chứng khoán. Do đó, trước khi đầu tư, nên tính kỹ. Nữ có thể đeo vòng đá sichin vàng mặt rồng để có phong thủy tài lộc tốt hơn, trong khi nam đeo vòng đá mắt hổ mặt rồng giúp cải thiện vận may, tình yêu và hôn nhân, đời sống tình cảm. Các mối quan hệ của tuổi thìn năm nay tương đối ổn định. Người độc thân có thể đi qua những thăng trầm trong đời sống với sự đồng hành của một nhân vật đặc biệt, từ đó thấu hiểu, sẻ chia với nhau được nhiều hơn. Năm nay đòi hỏi bạn cống hiến, tận tâm nhiều hơn cho mối quan hệ. Đừng ích kỷ, hẹp hòi tiền bạc, nên rộng tay hơn một chút trong chi tiêu dành cho người yêu hay bạn đời. Người đã kết hôn có thể mâu thuẫn, cãi vã với chồng hoặc vợ vì chuyện nhỏ nhặt, cần cố gắng gạt bỏ cái tôi. Lắng nghe nhau và cư xử khéo léo hơn. Để cải thiện vận may đào hoa, bạn có thể đeo vòng thạch anh tím biểu tượng tuổi thìn. Sức khỏe tuổi thìn năm nay tương đối tốt. Ngoại trừ những điều nhỏ nhặt như căng thẳng tinh thần vì công việc khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải hay rắc rối đường tiêu hóa. Tuy nhiên, cần chú ý đến sức khỏe người thân gia đình, đặc biệt là nữ giới như vợ, mẹ. Để cải thiện và bảo vệ sức khỏe, bạn có thể đeo vòng mã não xanh mặt rồng. Tử vi các tuổi thìn năm Nhâm Dần Giáp Thìn 1964, cần hành động cầm chừng, khôn ngoan hơn. Học cách chào đón những giá trị mới mẻ của cuộc sống, đừng vì tham lam những mục tiêu mới mà bỏ lỡ những điều đẹp nhất trong cuộc đời. Bính Thìn 1976, quản lý bản thân. Học cách giảm tốc độ thay vì để mình kiệt sức, nên nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn sẽ giúp bạn có thêm năng lượng hoàn thành tốt các công việc. Mâu thuẫn có thể bùng nổ trong gia đình, khiến hai phía xa cách nhau. Mậu Thìn 1988, nên tập trung vào những điều quan trọng nhất với mình trong hiện tại, tương lai. Cần dành thời gian suy nghĩ việc đầu tư và thực hiện các trách nhiệm sao cho hợp lý nhất. Đừng quên mỗi quyết định bạn đưa ra đều rất quan trọng.
Canh Thìn 2000, bạn để bản thân rơi vào tình trạng nghi ngờ năng lực cá nhân, khiến hành trình bạn đi chậm lại. Cần thay đổi tư duy đó, khôi phục lại tự tin của chính mình. Năm nay, bạn tương đối bận rộn với các chuyến đi cho công việc. Nhâm Thìn 1952 và 2012 quan tâm nhiều hơn tới gia đình, người yêu thương thay vì hướng ngoại. Đây là cơ hội tốt để bạn gần gũi hơn với những người thân trong nhà. Sự hài hước chính là chìa khóa gỡ rối cho những tình huống khó khăn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!